Nữ sĩ quan cáo buộc bị một đồng nghiệp lạm dụng tình dục tự sát. Quân đội Hàn Quốc đối mặt với các cáo buộc che giấu vụ việc. Tham mưu trưởng Không quân Hàn Quốc Lee Seong-yong đã lên tiếng nhận trách nhiệm về cả vụ việc lẫn cách giải quyết của quân đội và nộp đơn từ chức vào ngày 4 tháng 6. Tôi thực sự cảm thấy có trách nhiệm nặng nề trước hàng loạt sự việc và mong muốn từ chức. Tôi muốn gửi lời xin lỗi vì đã gây lo ngại cho mọi người. Trên hết, tôi bày tỏ sự đau buồn sâu sắc với nạn nhân và gửi lời chia buồn chân thành với tăng quyến. Ông Lee nói. Phát ngôn viên của Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in cho biết ông đã ngay lập tức chấp thuận đơn từ chức này. Quy trình giải quyết đơn từ chức sẽ được tiến hành càng nhanh càng tốt, phát ngôn viên này nhấn mạnh. Vụ bê bối thu hút chú ý hồi đầu tuần này khi gia đình nạn nhân nộp đơn kiến nghị lên Tổng thống vào hôm 1 tháng 6, yêu cầu điều tra và xử lý những người có liên quan. Đơn kiến nghị đã nhận được chữ ký của hơn 300.000 người. Nạn nhân là một nữ trung sĩ tự tử ở nhà riêng vào cuối tháng 5 năm 2021. Trung sĩ này cáo buộc một hạ sĩ quan tấn công tình dục cô vào khoảng 3 tháng trước khi cả hai đi chung xe trở về căn cứ sau bữa tối. Gia đình nạn nhân cáo buộc lực lượng không quân đã cố gắng che giấu vụ tấn công, bắt nạt nạn nhân thay vì trừng phạt hung thủ. Điều này khiến cô đau khổ hơn và từ đó dẫn đến quyết định tự sát. Tổng thống Moon Jae-in ngày 3 tháng 6 yêu cầu điều tra vụ việc. Truyền thông đưa tin các cáo buộc của gia đình nữ sĩ quan này có thể đúng và kết quả điều tra sơ bộ cho thấy có khả năng vụ việc đã bị che giấu. Reuters dẫn một nguồn tin quân sự giấu tên cho biết, vẫn đang điều tra nhưng đến nay có dấu hiệu không quân tìm cách bảo vệ tổ chức hơn là nạn nhân, dù cô ấy đã nhiều lần cố gắng tìm sự giúp đỡ. Nghi phạm đã bị bắt giữ trong ngày 3 tháng 6 và đối mặt với các cáo buộc gây thương tích và lạm dụng tình dục nữ sĩ quan. Không quân Hàn Quốc cho biết, hai giám sát liên quan đến vụ việc đã bị sa thải dù không nêu rõ lý do. Ngày 4 tháng 6, các công tố viên